Tập 1. là một anh chàng hậu đậu và xui xẻo vô cùng. Trước khi ra khỏi nhà bố mẹ đều lo lắng nhắc nhở cẩn thận. Nhưng vừa mới nói rất lời ra đến cửa cậu đã vấp ngã ngay phải cục đá. Trên đường đi thì bị hít khói xe. Một con chim bay trên đầu ỉa bậy xuống và Izumi đã kịp né được. Thế nhưng lại bị vấp ngã ra đằng sau bẩn thỉu cả người và bù xù hết tóc. Cậu vội vàng chạy đến gặp cô bạn gái Shikimori dễ thương của mình. Người đi đường ai nhìn đều phải tấm tắc khen ngợi cô nàng xinh như idol. Shikimori cũng đã nhận ra bạn trai mình hôm nay lại gặp vận xui nữa rồi trong mắt izumi tuy shikimori rất dễ thương nhưng khi thoảng lại chẳng đáng yêu chút nào mà cậu lỡ nói hẳn ra để cô nghe được muốn dỗi luôn thấy một cái xe tải đang lao đến ngay lập tức shikimori kéo izumi đè chặt vào tường cậu liền xin lỗi đã làm phiền cô nhưng lúc này nhìn shikimori rất nghiêm túc bởi ngoài bộ mặt dễ thương thì shikimori còn có cả vẻ cực ngầu lòi là điểm nhấn hai người cùng nhau tới trường bắt đầu cho năm học thứ hai tại cao trung izumi đang vô cùng hồi hộp bởi cậu rất mong lại được học chung lớp với bạn gái Shikimori cho rằng kể cả có học khác thì lớp thì hai đứa vẫn luôn gặp nhau thôi. Irumi phải thốt lên bạn gái đáng yêu quá mức. Nhưng Shikimori thì cận lòi mắt chả thấy cái mẹ gì cả, phải nhờ bạn trai soi hộ, cho đến khi nhận ra hai đứa vẫn được học chung lớp thì xúc động vô cùng luôn. Sau đó hai cô bạn thân đến tay bắt mặt mừng với Shikimori, thằng bạn Inuzuka của Irumi cũng đến thì hai nhóm chia tay nhau ra. Lúc này cậu mới nhận ra hình như chỉ có mình là vui mừng chứ cô ấy vẫn bình thản. Vừa mới quay mặt lại đã thấy Shikimori đang gào thét vì sung sướng rồi. Có khi cô còn háo hức được học cùng bạn trai hơn cả cậu nữa mà cứ giấu. Lên năm 2 rồi nhưng Irumi vẫn thấy hồi hộp, giới thiệu bản thân mà còn nói ngọng nữa. Vận xui của cậu nó hơi bị ảo ma khi cái rẻ lau bằng lao thẳng vào mặt. Cũng may có Shikimori bảo kê mỗi tội cô phải hướng đòn thay. Thấy vậy Izumi liền nhẹ nhàng phủi bụi khỏi đầu bạn gái và hỏi han cô. Nhưng Shikimori thấy rất khó sự cô chuồn ra nhà vệ sinh tự phủi một mình. Lúc này bọn bạn mới nhận xét người đâu mà suy xẻo gây gớm, Irumi vốn chỉ là một đứa rất tẻ nhạt chả hiểu sao lại được Hoa Khôi thích cả, đứa nào cũng nguyên tị vì cô bạn gái dễ thương của cậu. Izumi chỉ biết im lặng cúi đầu không đáp trả nhưng Shikimori đã nghe được hết. Cô vào lớp rủ bạn trai cùng đi thư viện với mình và không quên lườm bọn kia, làm ba thằng rén ngang rén dọc xỉu áp xỉu đao. Ra bên ngoài Shikimori an ủi chuyện ban nãy cậu đừng có để tâm, nhưng Izumi cũng thật sự không quá chú ý đến những lời nói đó. Dù sao cậu cũng có chút tự trách bản thân không bảo vệ được cô bạn gái dễ thương. Cuối giờ Inuzuka rủ Izumi cùng đi chơi. Thấy vậy đám bạn của Shikimori cũng muốn được đi cùng, bởi họ biết cô nàng này đang khoái khoái chảy nước miếng cả rồi. Cả nhóm đều đã có mặt tại khu chơi bowling. Hai cô bạn gợi ý đây chính là cơ hội tốt dành cho Shikimori. Cô chỉ việc giảm một mình chơi rất kém nhường cho bạn trai thắng, bởi con gái mà chơi kém là vô cùng đáng yêu trong mắt con trai. Lượt ném bóng của Inuzuka và cô bạn tóc xanh Neko đều chả có gì đặc sắc, tới Hachimitsu tóc vàng thì bê quả bóng nặng quá làm cô ném không nổi. Ấy vậy mà nó cứ lăn chầm chậm lại ăn trọn vài điểm. Trong khi đó Shikimori nãy giờ vẫn trầm ngâm suy nghĩ có nên ra vẻ đáng yêu không. Lực của Irumi ném mà thậm chí còn bị quả bóng nó no ghét, ném phát nào cũng bị chạch hướng đánh đổ đúng một cái. Cuối cùng lượt của Shikimori cũng tới và cô đang rất muốn được khen là đáng yêu. Nhưng đột nhiên nhận được một lời cổ vũ to lớn từ bạn trai, Shikimori quay ngoắt hoàn toàn quyết định lựa chọn phong cách ngầu lòi. Toàn bộ khán phòng đều phải trầm chú kinh ngạc tài ném bowling của cô gái. Shikimori liền chạy ra đập tay ăn mừng với Izumi mà dù sao cô vẫn quá đáng yêu. Đến giờ về hai nhóm tạm biệt nhau còn Shikimori chỉ muốn được đi chung với Izumi. Đang yên đang lành một tờ báo khi tới nhanh như rõ mà cô vẫn bắt kịp được. Như thể bất kỳ thứ gì có khả năng gây nguy hiểm cho bạn trai, Shikimori đều cảm nhận được mà chả cần nhìn. Izumi cũng chỉ biết xin lỗi vì luôn đem lại phiền phức. Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi toàn để bạn gái bảo vệ mình, Izumi cảm thấy đám bạn ở lớp nhận xét mình vô dụng thế cũng đúng. Đột nhiên từ trên đầu một tấm biển rơi xuống, Shikimori nhanh như cắt kịp sút nó đi, cô nắm lấy tay cậu rồi nói chỉ cần mãi ở bên mình là đủ rồi đừng nghĩ quá nhiều. Dù có như nào đi nữa Shikimori cũng nhất quyết bảo vệ bạn trai. Izumi cảm động quá liền nói tớ rất thích cậu làm Shikimori đỡ không nổi, thậm chí cậu còn tiến sát mặt hỏi Han cô có bị thương gì không. Tập 2 hôm nay là ngày đại hội thể thao ai cũng đều háo hức nhưng riêng izumi phải hết sức cẩn thận kẻo lại gặp chấn thương đúng lúc shikimori chạy đến với một mái tóc rất đáng yêu hỏi chuyện vốn kém thể thao nên thay vì chọn cách thể hiện bản thân bằng thành tích izumi sẽ chọn cách cổ vũ cho shikimori hết mình nhưng suy thay giờ thi đấu của hai người bị trùng nhau không thể đi cổ vũ được trận đầu tiên phải gặp một đội rất mạnh nên shikimori nghĩ chắc sẽ trả thắng được izumi liền nắm tay bạn gái động viên dù có xa cách nhưng cậu vẫn ủng hộ cô hết mình có vẻ lần này Shikimori sẽ phải làm hết sức mình rồi. Trận đá bóng của Nam thì còn chưa kịp làm gì Izumi đã bị thương rồi, thậm chí quả bóng nó ở ngay dưới chân mà cậu cũng sút không nổi. Đến lúc đứng dậy còn bị quả bóng từ đằng xa bay đến với tốc độ siêu nhanh, hậu quả là ăn ngay một cú vào giữa mặt siêu thốn. Shikimori không thể đứng im được cô vội chạy đến dìu Izumi vào phòng y tế. Shikimori hỏi Han rất nhiều làm cậu không biết giúp mặt vào đâu, lúc nào cũng hậu đậu phiền bạn gái phải lo lắng. Shikimori vuốt ve mái tóc của Irumi và khen nó rất đẹp khiến cậu thấy hơi nhột. Cô mới chợt nhận ra trên trán cậu có một vết sẹo khá to. Vết thương này là từ hồi bé có lần Izumi bị một cái xe tải tông thẳng vào nhà. Bạn trai cứ bị vận xui bám đuôi làm Shikimori lại càng lo lắng cho cậu hơn. Cô chỉ muốn được luôn luôn bên cạnh chăm sóc Izumi. Đã đến lúc Shikimori phải quay lại với trận đấu sắp tới thì cậu mới lên tiếng. Irumi cũng muốn là người bảo vệ cho bạn gái. Ngay đến đây Shikimori vui quá quyết định không thi đấu nữa mà chui vào trong chăn trốn nhưng hóa ra chỉ là đùa thôi làm người ta hết hồn. Irumi muốn dỗi đến nơi, cho đến khi ra ngoài cửa Shikimori mới thở không nổi vì vừa rồi mình hơi táo bạo quá. Đối thủ của lớp họ là cô gái á chủ bài của câu lạc bộ bóng chuyển. Cô ấy chơi rất giỏi nên Shikimori gánh tim không nổi. Một lát sau Irumi và Inuzuka mới đến cổ vũ. Trước tình hình này, Irumi mới hét lên rất to giữa khán phòng cổ vũ cho Shikimori. Vậy là Shikimori như được bắp thêm sức mạnh cô cột lại mái tóc ngầu lòi cực kỳ, chính mặt izumi còn không nhớ ra đây lại là bạn gái mình nữa nhờ vậy mà tỷ số đang dần tăng vột và hai đội ngang điểm nhau liên tục kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng tuyệt đối dành cho đội của shikimori izumi chay như bay xuống nắm tay chúc mừng bạn gái vậy là kết quả chung cuộc lớp họ đánh bay hết mọi đối thủ chiến trệ giành chức vô địch giải đấu bóng truyền nữ shikimori y rất biết ơn izumi đã cổ vũ hết mình dù bị thương nhưng trong mắt cô cậu vẫn rất ngầu hôm nay đang chim chuột dở thì bọn đàn em hâm mộ tới pha đám chúng cứ liên tục xin tên với chụp ảnh cùng Shikimori. Đã thế còn khen bạn trai chị dễ thương nữa, thế nhưng cũng kể từ đó mà cô bị nhóm fan cuồng chiếm chỗ hết. Muốn đi ăn trưa chung với Izumi cũng không được cả, cả cậu cũng nguyên tị vô cùng trả thể lại gần bạn gái. Đang yên đang lành một quả bóng từ tiếp đâu bay đến, Inuzuka vội kịp đẩy Izumi ra chỗ khác và cậu ăn trọn quả bóng qua mặt. Ngay lập tức Izumi cúi xuống hỏi han bạn, nhưng trong mắt Shikiri mọi thứ lại trông giống như này này. Cô tung ra một cú lườm với ánh mắt cực đáng sợ nhắm thẳng vào gã định giật bồ mình. Thế rồi suốt cả ngày hôm nay Irumi gặp hàng tỷ các chuyện xui xẻo mà toàn bộ đều có Inuzuka ở cạnh đỡ đòn hộ hết. Mặc dù thánh có thằng bạn thân bảo kê mà chỉ thấy nghĩ về Shikimori mới cay chứ. Irumi cảm thấy khá cô đơn khi bạn gái mình đã thành người nổi tiếng. Cậu chỉ muốn mình là người duy nhất được thấy vẻ ngầu của Shikimori mà thôi. mải suy nghĩ bức hụt chân tí thì ngã nhào xuống cầu thang. Shikimori mới xuất hiện kịp nữa và trách móc cậu tại sao lại định về một mình. Irumi với giải thích không muốn làm phiền đám fan hâm mộ của cô. Nhưng Shikimori chỉ muốn được về với cậu mà thôi. Cô còn thấy khá ghen vì gần đây Izumi thân với Inuzuka quá mức. Nói thế chứ thật ra cậu chỉ đang định đứng xuống đợi sẵn ở cổng. Izumi cũng không thể chịu đựng nổi khi đi về mà không có Shikimori bên cạnh. Tập 3 Inuzuka mới được cho hai vé xem phim nhưng cậu không xài mà dành cho thằng bạn thân. Trong lúc Izumi vẫn còn đang chưa hiểu nên làm gì với chúng thì Shikimori cứ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau cô phải vội liếc đi thế là Izumi hiểu ra ngay bạn gái mình đang muốn đi xem phim. Cậu vừa mới đến gần chưa kịp rủ, Shikimori đã nhanh nhỏ đồng ý ngay rồi, tối đến ở nhà Izumi háo hức vô cùng. Nhưng nghĩ lại trước giờ lần nào đi chơi với cô ấy cũng đều gặp xui xẻo hết, hôm thì làm rơi ví khỏi túi quần đánh mất hết sạch tiền, hôm thì trời đang nắng cho trang cái tự nhiên đổ mưa rào. Nhưng những lần như vậy Shikimori chỉ tươi cười và đều ra vẻ mình thường lần này, cậu quyết tâm chuẩn bị thật tốt mang nhiều đồ chút cho chắc. Cái vì thì buộc thêm cả dây và quần luôn cho khỏi rơi nhưng đến khi đeo cặp lên mới nhận ra đã mang quá nhiều đồ không thể vác đi nổi. Trong khi đó, Shikimori cũng đang rất tập trung học cách trở thành một cô bạn gái đáng yêu. Cô thử rất nhiều bộ đồ khác nhau mà không chọn được món nào ưng ý cả. Anh trai thấy ồn ào quá thì vào phòng cởi trách, nhưng khi nhận ra Shikimori đang chuẩn bị đồ đạc cho cuộc hẹn nào đó, anh chúc em gái cố gắng lên rồi bỏ đi. Mới sáng ra Izumi đã gặp đủ thứ chuyện ngoài ý muốn nên khá mất thời gian, nhưng do lường trước được cậu thức dậy từ sớm nên không bị muộn. Đến nơi thì há hốc mồm kinh ngạc vì vẻ đáng yêu của Shikimori. Thấy bạn trai cứ nhìn mình chằm chằm làm cô hơi lo sợ. Irumi với khen bạn gái hôm nay xinh xắn quá mức tưởng tượng. Trong dạp chiếu phim đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau thắm thiết, Irumi bất ngờ nắm lấy tay Shikimori, rồi hai người trao nhau nụ hôn không kém trong phim. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của thánh mà thôi. Đến dạp thì cậu tò mò cô ấy thích xem loại phim tình cảm hay hành động, bởi Shikimori vốn rất thích vận động nên không thể chắc chắn được. Irumi hỏi thì cô trả lời cứ chọn theo ý cậu thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, Shikimori chỉ luôn ưu tiên quyết định của bạn trai, kể cả khu vui chơi hay là các món ăn. Vậy nên lần này nhất quyết Izumi muốn bạn gái là người đưa ra quyết định. Chỉ đơn giản là cậu muốn được biết thêm nhiều hơn về Shikimori mà thôi. Vậy là cô liền chọn bộ phim chú hề ma quái khiến Izumi có phần hơi rén, nhưng biết tin Shikimori vốn cũng sợ phim kinh dị thì cậu đỡ sợ hơn phần nào. Nhưng cơ hội cô ấy yêu đuối nhất Izumi sẽ chứng minh được vẻ đàn ông của mình. Bắt đầu ngồi vào trong rạp xem những cảnh quay hết sức rùng rợn Irumi run rẩy kinh ngạc vì cậu éo ngờ nó lại đáng sợ đến vậy, cơ thể lập cập không ngừng thậm chí còn đến mức buồn nôn. Nhưng Shikimori chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay Irumi. Cô biểu lộ ra một vẻ mặt khích lệ tinh thần và nắm chặt lấy bạn trai. Ra ngoài Shikimori mới vội vàng xin lỗi vì mình đã quá đáng chọn phim ấy. Nhưng thay vì giận thì Irumi lại cảm ơn bạn gái vừa rồi đã giúp cậu trấn tĩnh hơn. Tiếp sau đó họ cùng dẫn nhau đi thưởng thức những món ăn ngon lại đắt tiền. Vì dịp này mà Izumi đã âm thầm tích góp tiền tiêu vặt cho đến khi mòn túi quần lại mất tiêu cả ví với phiếu giảm giá rồi còn đâu, thậm chí cái dây buộc vì nó còn đứt luôn mới ảo mà. Đang lùi thủi bỏ đi thì hai người vô tình gặp bố mẹ Izumi, Shikimori nhanh nhẩu chào bố mẹ chồng làm bà mẹ khoái lắm. Nghe tin con trai lại làm rơi vì ông bố quyết định rủ Shikimori về nhà làm một bữa. Mẹ Izumi đã nấu một bữa thịnh soạn toàn món ngon. Nhưng bà sơ ý làm văng cái dĩa lao thẳng tới mặt cậu. Nhanh như cắt Shikimori bắt kịp lấy nó, được ăn đầu của mẹ chồng tương lai nấu mà nó ngon hết sảy. Hai người cũng rất quý cô nên khuyên Shikimori cứ thường xuyên ghé qua đây. Cho đến khi bố mẹ Izumi ra ngoài thì cô mới nói ra cảm giác lúc này. Lần đầu đến nhà người yêu khiến Shikimori lo lắng căng thẳng chết đi được. Izumi ăn xong là lăn đồng ra ngủ nên Shikimori muốn giúp mẹ cậu rửa bát. Vừa làm vừa mải ngắm bạn trai nữa mới chịu. Từ hồi còn tiểu học Izumi lúc nào cũng trong tình trạng thương tích đầy mình. Nhưng dần dần sống với nhau 16 năm, thậm chí kể cả xe tải tông vào nhà vẫn là chuyện khá bình thường vậy nên bà muốn shikimori một ngày nào đó đừng chán ghét thằng bé nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy bao giờ cả izumi luôn dịu dàng với người khác dù cuộc sống cậu tràn ngập đen đủi và cũng chính cậu ấy là người trải qua nhiều đau đớn hơn người bình thường nhưng izumi lúc nào cũng lo lắng tới người xung quanh hơn bản thân vậy nên shikimori hứa với mẹ chồng sẽ luôn luôn bảo vệ cậu ấy cho đến khi izumi tỉnh dậy thì nhận ra shikimori đang chơi game với bố mình cậu liền tiễn bạn gái ra về trên con đường vắng vẻ vào buổi tối Shikimori hỏi Izumi thích xem thể loại phim gì thì cậu trả lời, phim của xem Senpai làm. Vậy là Shikimori quyết định lần sau hai đứa sẽ cùng nhau xem nó. Tập 4 Đám bạn đang bàn xem nghỉ hè này nên đi đâu chơi Izumi xui xẻo tới nỗi đứng dậy thôi cũng bị con ve bay đập trúng đầu. Khả năng chịu cái nóng của cậu kém Shikimori liền mang tới chai nước mát, còn được câu khuyên phải uống nước đầy đủ nghe mà sung sướng cả người. Hachimitsu muốn Cheo giúp bạn mà người 2 mét bẻ đôi, nên cô đề nghị hè này cùng đi biển thế là nhóm chia thành hai phe. Một phe ưa thích vận động và một phe kém vận động. Do dễ bị say nắng nên trước giờ Izumi biển toàn phải ngồi trong bóng dâm, nhưng Inuzuka hiểu tính thằng bạn mình nên cậu gợi ý đi suối thì hơn. Izumi mới nói mọi người đừng lo cho mình mà cứ đi biển thôi. Nhưng Inuzuka muốn đang đi chơi thì tất cả đều phải vui. Vậy là cuối cùng cậu cũng thừa nhận thích đi suối hơn. Dù ở đó cũng có khá nhiều nguy hiểm nhưng đã có Shikimori, Hachimizu thì chỉ muốn nằm nhà bật điều hòa thôi. Hiện tại đã là tuần thi cuối kỳ nên mọi hoạt động câu lạc bộ nghỉ hết. Ngày nghỉ đầu tiên cả bọn cùng đi mua sắm cho chuyến đi suối. Việc thứ nhất là cần mua đồ bơi, nhưng Inuzuka cho rằng đi suối mà mặc đồ bơi chỉ có bọn trẻ con. Rõ ràng người ta đang muốn ôn thi tự nhiên lôi đi sắm đồ. Chikimori hỏi Izumi đến đó có bơi không thì cậu còn hơi lưỡng lự, thế là cô mới nói mình cũng không bơi luôn. Nhưng đột nhiên lại thấy Irumi nhìn chằm chằm vào cô gái quyến rũ này. Thật ra là cậu đang thấy ngầu vì động cơ bắp ấy nhưng Shikimori lại hiểu nhầm, ngay lập tức cô chạy vội vào quầy áo tắm và tìm bộ hở hang giống hệt vậy. Hai cô bạn nhìn thấy đều phải cạn lời vì tính không muốn chịu thua của Shikimori. Nhớ lại trước đây hồi còn chưa quen nhau, Neko kể với Hachimitsu về Shikimori học cùng lớp rất dễ thương, vừa mảnh khảnh thông minh lại còn dịu dàng nữa thì đúng là người vợ quốc dân. Neko rất muốn kết bạn với Shikimori nhưng cô sợ khoảng cách là quá xa, một đứa con gái vừa cao vừa lỗ mãng như mình sao có thể làm thân với cô gái bồng bềnh thơm tho ấy được. Nói cách khác Shikimori chính là hình mẫu lý tưởng mà Neko hướng tới. Trong trận đấu tập bóng rổ Izumi đến cổ vũ bạn gái, đội của Shikimori đấu với đội của Neko và Hachimitsu. Mà không thể tin được cô gái dịu dàng dễ thương ấy lại chơi bóng rổ rất đẳng cấp. Shikimori và Neko ngang sức ngang tài họ lượt nhau té lửa. Giờ mới biết nhỏ này lại có vẻ ngầu lòi như vậy khi chơi thể thao. Giờ nghỉ Neko tới bắt chuyện và rủ bạn đi ăn cơm trưa chung. Đó là một trong số các dẫn chứng về việc Shikimori rất ghét thua cuộc. Trong khi chờ đợi hai thanh niên kia vẫn đang ngồi học toán, thấy Shikimori quay lại với vẻ mặt vui cậu nhận ra ngay cô mới mua đồ gì. Cô nhất định nói là không có mua gì hết nhưng làm sao mà lừa được Izumi. Cậu đòi muốn được xem bạn gái mua cái gì. Lần đầu tiên hai đứa bạn thấy Shikimori bị người khác áp đảo. Vào ngày thi thì thánh của chúng ta còn xui đến nỗi bút gãi ngòi. Cuối cùng mất đến 15 phút mới làm bài tiếp được ngày mai vẫn tiếp tục thi môn khác nhưng tâm trạng cậu tồi tệ vô cùng shikimori gọi điện và hỏi chắc izumi đang ôm chăn mà khóc đúng không cô nói mình gọi chỉ vì muốn được nghe giọng bạn trai mà thôi izumi kéo rèm cửa sổ và hỏi shikimori có nhìn thấy bầu trời lúc này không cậu muốn cô nhìn về tròm sao bắc cực và kể chuyện về sự tích của nó izumi vốn đã thích thiên văn học từ nhỏ nhưng mỗi lần bố dẫn đi ngắm sao trời đều đổ mưa ngay đến đây shikimori nói cô nhất định sẽ dẫn cậu tới một nơi đầy sao vậy thì Izumi chắc chắn sẽ thích nơi đó cho xem. Ngay cả chuyến đi nghỉ hè Shikimori cũng vì mình mà chọn suối thay biển. Thế nên Izumi muốn được đưa tới bất cứ nơi nào mà Shikimori nói. Mà về phía cô cũng vậy chỉ cần tới những nơi Izumi thích là đủ rồi. Vậy nên tóm lại Shikimori lại muốn tới bất cứ chỗ mà Izumi muốn đến. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi cậu đã chấn tĩnh hơn và muốn gặp bạn gái ghê. Nghe câu này Shikimori không đỡ nổi nữa gục mặt vào chân mà rên gì. Tập 5 Chuyến đi nghỉ mát vào dịp nghỉ hè cuối cùng cũng tới. Shikimori đội cho Izumi cái mũ che nắng. Kỳ thi mệt mỏi đã kết thúc và hai cô nàng này toàn điểm dưới trung bình. Năm người cùng nhau đi tới suối và thật may mắn thời tiết hôm nay nắng đẹp. Đã nhịn đói từ sáng đến giờ khiến đứa nào cũng như một con dã thú, nên cô phải tranh giành mãi mới được thịt siêu giảm giá. Mọi người bắt đầu chung tay vào nấu nướng thì hết hồn khi thấy Izumi cầm dao. Nhưng thật ra do hay giúp đỡ bố mẹ nên cậu nấu ăn khá thành thạo. Shikimori sốc luôn không ngờ mình kém cả bạn trai. Cũng may nhờ có hôm trước được mẹ Isumi dẫn đến lớp học nấu ăn, nên một lát sau cô đã làm riêng cho cậu xuất đồ ăn hết sức thơm ngon. Cứ nghĩ bạn gái mình đúng là siêu hoàn hảo rồi nhưng ăn một miếng phụt ra ngay, cậu không thể tưởng tượng trên đời lại có mùi vị khủng khiếp như vậy. Tuy vậy Izumi vẫn sẽ ăn hết vì Shikimori đã cố gắng làm chúng vì mình. Cô hứa lần tới nhất định sẽ nấu ăn ngon nhất có thể để bù lại. Bữa tiệc đồ nướng đã no nê, Irumi còn lấy ra đĩa bánh siêu ngon tự tay cậu làm. Con nói thầm rất muốn cho Shikimori ăn thử nước. Quả thật nó ngon một cách dã man đến nỗi muốn được ăn mỗi ngày luôn. Làm thánh của chúng ta bối rối không hiểu ý bạn gái nói là gì, dọn dẹp đồ xong cả bọn cùng nhau ra tắm suối. Trước khi đi Shikimori còn nói thầm lần sau muốn hai đứa ăn riêng với nhau. Hachimitsu rất nghịch ngợm được bọn trẻ con ở đây yêu mến, Izumi đang đứng ngắm cảnh thì nhận ra một cô bé đang bị nước cuốn trôi trong khi đó shikimori nãy r vẫn còn chưa dám chính diện bộ đồ bơi đã mua đã mất công mua nó vì bạn trai mà cuối cùng lại không dám mặc izumi đã nhảy xuống nước cố gắng đẩy cô bé kia lên bờ cậu bơi không được giỏi lắm nhưng cuối cùng cũng cứ cô bé thành công thế nhưng đến phiên bản thân trèo lên thì bị trột rút vùng vẫy dưới nước bốn người kia thấy izumi đâu lâu quá mới hối hả tìm kiếm thấy cậu ấy bị nước cuốn trôi shikimori lao thẳng xuống trong chớp mắt cuối cùng cũng cứu được bạn trai cô còn mắng izumi sao không gọi mình tới Cô bé kia quay lại cảm ơn Izumi và còn hôn anh một cái trước mặt Shikimori. Cả bọn cùng nhau nhảy xuống suối nghịch nước mát mẻ một hồi thì mới để ý Shikimori đã mặc đồ bơi từ bao giờ dễ thương hết sức. Bơi chán trên năm người cùng đi mua đồ lưu niệm và ăn kem, Shikimori mời Izumi ăn thử một miếng của mình. Thánh sắp cắn đến nơi rồi nhưng chợt thấy xấu hổ khi nhìn mặt bạn gái tuy nhiên sau đó vẫn liếm láp ngon lành shikimori cũng định ăn lại một miếng của cậu thì thánh inuzuka tới đã thấy cô trả thù cắn phăng miếng to cái ke mới tinh của cậu ta ăn sạch chớp mắt cái đã là chiều tối cả nhóm cùng lên tàu ra về một lát sau mọi người đều ngủ hết còn mỗi izumi là thức shikimori đổ dựa vào người khiến cậu phải cố hết sức giữ bình tĩnh tuy chuyến đi chơi hôm nay có làm phiền mọi người nhưng cũng thật vui irumi cảm thấy rất may mắn khi có những người bạn và bạn gái tốt như này cho đến khi tỉnh dậy Shikimori nhận ra bạn trai đang ngủ dựa vào Inuzuka Ngó quanh tàu không thấy ai nên cô quyết định đánh dấu chủ quyền Tập 6 Do phơi nắng quá đà ở suối nên Izumi đã bị ốm Giờ chỉ biết trò chuyện với Shikimori qua điện thoại cho đỡ buồn TV thông báo lễ hội pháo hoa hàng năm sẽ được tổ chức cuối tuần này Ngay lập tức cậu rủ Shikimori đi ngắm pháo hoa luôn Tới ngày hôm đó cô cứ lúng túng mãi vì không biết cách mặc Yukata Thế vậy anh trai mới tới buộc dây bộ đồ hộ con em Izumi đã chuẩn bị rất đầy đủ tới tận ba cái ví để đề phòng trường hợp đánh rơi. Một lát sau, Shikimori đã tới khoác trên người là bộ Zukata siêu dễ thương. Hai người khen lẫn nhau sau đó tiến vào trong tham gia đủ mọi hoạt động. Irumi mời bạn gái ăn kẹo bông nhưng Shikimori vốn không thích đồ ngọt lắm. Mà có vẻ dạo gần đây cô dần thấy thích chúng hơn vì Izumi suốt ngày ăn rồi. Người đâu mà dễ thương hết sức tưởng tượng, Irumi muốn chơi trò bắn súng để lấy cho Shikimori món quà cô thích. Shikimori chọn con chó sói nhưng thánh bắn phát nào trượt phát đấy. Lần này đến lượt của cô thì ông chủ tiệm thấy trò này con gái không chơi nổi đâu, dám coi thường để rồi Shikimori bắn phát nào cũng trúng toàn bộ. Đã lấy được con chó sói mà cô lại tặng luôn nó cho Izumi vì vốn mục đích ngay từ đầu chơi là để tặng cho cậu. Trong khi đó ba đứa kia đang đi chơi với nhau lại vô tình gặp hai người ở đây. Shikimori đứng chụp ảnh với Neko và Hachimitsu. Izumi thì bị thách đấu vớt cá vàng với Inuzuka nhưng chưa gì cậu đã bị thủng lưới rồi phải để shikimori ra tay trả thù cơ mà mấy hoạt động đòi hỏi sự khéo léo như này cô hơi bị yếu thế nếu hai đứa hiếu thắng cứ như này mãi sẽ muộn giờ bắn pháo hoa mất nên cô quyết định trả thù giúp để shikimori được đi riêng với irumi bởi hôm nay cậu có một nơi muốn dẫn bạn gái đến đi được một đoạn thì chiếc dép của cô bị đứt quai phải ngồi lại một chỗ sửa mà nhìn kiểu gì cũng thấy chân của shikimori đang rất đau do đi guốc lâu nên irumi muốn ngồi nghỉ ngơi không đi nữa cậu dâu diêm nơi mà mình muốn tới nhưng Shikimori bắt phải nói ra, thật ra là bố cậu có nói một điểm bí mật để ngắm pháo hoa và ít người biết. Vừa không bị vướng nhiều người lại còn ngắm pháo hoa rất rõ nữa. Ngay đến đây Shikimori nhất định muốn tới đó nhưng Izumi không đồng ý. Cậu xe cõng cô quay trở lại hội trường, Izumi muốn thỉnh thoảng bạn gái cứ dựa dẫm vào mình một chút. Mới vừa đứng lên pháo hoa đã bắt đầu bắn sang rực bầu trời rất đẹp, nhưng Shikimori cảm thấy hơi sai sai như đi nhầm đường. Mà hóa ra là do Irumi đã nghĩ lại vẫn muốn tới nơi bố cậu đã nói, Shikimori đòi xuống tự đi bộ vì có vẻ đường khá xa nhưng Irumi không chịu, thậm chí còn phải leo một đoạn cầu thang rất dài mà cậu vẫn gắng sức. Izumi muốn một lần được thấy bạn gái tận hưởng và tươi cười từ đáy lòng. Cuối cùng cũng đến nơi và đúng thật ở đây không có một ai hết, Irumi đặt Shikimori ngồi xuống một băng ghế ở đó ngắm phá hoa. Cô xin lỗi vì đã làm phiền cậu, vốn chỉ muốn cho Izumi thấy điểm dễ thương chứ không phải điểm xấu của mình nhưng cô đâu biết chính những điểm như vậy mới là dễ thương. Irumi nhắc nhở bạn gái bớt gồng gánh quá sức đi vì nó chẳng có gì xấu hổ cả, mà thực ra bản thân cậu cũng giống Shikimori. Đó là lý do năm ngoái Izumi đã không dám mời cô đi xem pháo hoa. Bởi hồi đó hai đứa mới chỉ là bạn bè thôi sợ dù đi chơi sẽ lộ hết tình cảm. Cũng chính thời điểm đó, cậu ở trong nhà và tự rửa bản thân không có dũng khí. Nghe đến đây Shikimori mới tức giận mắng một câu. Vào dịp này năm ngoái cô đã đợi cậu liên lạc mãi. Nhưng dù sao hôm nay cũng đang ngắm pháo hoa rất thành công. Cô cảm ơn bạn trai hôm nay đã đưa mình tới nơi đầy tuyệt vời này. Cho đến khi ra về Izumi lại tiếp tục cống Shikimori mà bị trượt chân. Cũng may ông bố từ đâu nhảy ra kịp đỡ và người mẹ soi đèn giúp. Hóa ra từ đầu tới cuối hai bố mẹ đã ngồi ở đây sẵn ăn cơm chó dạo. Tập 7 Một học kỳ mới lại bắt đầu và cả lớp đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa trường. Izumi khéo léo còn hơn cả con gái nên trong đội làm phục trang. Shikimori thì lại thuộc đội trang trí vì vậy hai đứa có giờ sinh hoạt khác nhau. Thanh niên mải ngắm bạn gái đến nỗi lỡ đâm cả kim vào tay. Cơ mà cậu có hơi dỗi khi không được chung đội với cô như năm ngoái. Và tất nhiên Shikimori cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa vừa tới trường đã bốc được con số cực xui rồi. Lớp họ phải cosplay các con vật đặc biệt Shikimori siêu dễ thương. Vẫn như mọi khi Izumi lại xui xẻo vấp chân té tí thì đánh đổ hết ly kem. Rất may Shikimori đã kịp thời đỡ cả cậu và cả đĩa đồ ăn. Ngày thứ nhất đã kết thúc khá xuân sẻ chỉ tội nam chính vẫn xui xẻo như thường. Cho đến ngày thứ hai Irumi phải trực nhật 3 tiếng ở thư viện. Tình cờ Kamiza cũng là ủy viên thư viện năm nay nên hai người ở cùng nhau. Năm ngoái vì học chung lớp nên hai người được trực nhật cùng nhau. Ban đầu khá hồi hộp nhưng cũng may đã có cô ấy bắt chuyện trước. Là át chủ bài câu lạc bộ bóng truyền nên Kamiza vẫn cứ rất nổi tiếng trong trường. Nhớ lại năm ngoái khi lần đầu hai đứa làm chung với nhau, Kamiza hướng dẫn Irumi rất nhiều và ngày nào cũng ngồi cạnh nhau tại thư viện quay lại thực tại cô tò mò muốn biết cậu và shikimori đã đến với nhau như nào kami ra hỏi liên tiếp rất nhiều về chuyện tình cảm giữa hai người học sinh trong trường có một dự án đặc biệt mang tên số đôi nhiệm vụ là mỗi người phải đi khắp trường để tìm cho ra người có số giống mình rồi hai người sẽ chụp ảnh với nhau đó cũng chính là lý do shikimori đang rất nóng lòng muốn biết ai cùng số irumi nhất định sẽ tìm ra người đó để đổi số với họ quay trở lại phía izumi cậu bắt đầu kể về lần đầu hẹn hò với shikimori đó là vào lễ hội văn hóa năm ngoái hai người tình cờ trùng số đôi Đấy có lẽ là lần may mắn nhất trên đời vì chính hôm đó, cậu đã định tỏ tình với cô, và thế là hai người đi chơi đôi với nhau, mà đầu óc để hết trên mây thì bối rối. Thế nhưng đến giờ chụp ảnh thì xui xẻo đánh mất tiêu con số. Izumi suy sụp hẳn đi như thể ông trời muốn ngăn cản cậu tỏ tình vậy. Shikimori muốn cùng đi tìm lại tờ giấy đó nhưng cậu đã nản rồi, bởi cái chuyện xui xẻo nó là thói quen hàng ngày nên chả thế khác được. Nhưng Shikimori vẫn quyết tâm sẽ thay đổi nó trong hôm nay. Và thế là suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể tìm ra đành chơi trò cầu xin ban tổ chức không đồng ý vì luật đã quy định không thể làm khác. Nhưng đâu thể để lãng phí khoảnh khắc này được, Izumi nhất định cầu xin muốn được chụp ảnh với Shikimori bằng mọi giá. Rất may anh ủy viên trưởng cũng đành đồng ý và còn chúc cậu cố gắng lên, cho đến cuối ngày hai người ra sau phòng thể chất Izumi đã nói ra hết lòng mình. Shikimori cũng không ngần ngại ôm lấy cậu vào lòng và hai người đã hẹn hò. Không hiểu sao nghe xong câu chuyện Kamiza có cảm giác hơi được buồn. Shikimori thì vẫn chưa tìm ra người giữ con số 44 giống Irumi bởi người đó không ai khác chính là Kamiza đang ở thư viện. Tập 8 Cũng may nhờ có nên cô tìm giúp mà Shikimori đã xin được đổi số với Kamiza. Cô cũng không ngần ngại đồng ý nhưng có chút đau nhói. Chỉ còn 20 phút là hết giờ trực Kamiza bảo Izumi cứ đi trước với bạn gái cũng được. Nhưng cậu không đồng ý vì không thể nào đun đẩy hết công việc cho cô được. Cho đến khi hết giờ Irumi đã rời đi cùng với Shikimori. Kamiza thì quay về lớp lại chuẩn bị khiến thu nhập của lớp tăng lên chỉ cần cô xuất hiện là khách hàng ghé tiệm đầu uống tăng vùn vụt bất kể nam nữ nhưng không hiểu sao trong đầu kamiza lại hiện lên hình ảnh izumi cảm giác rất khó chịu trong lòng cô đã xin lên sân thượng một lát lại vô tình shikimori cũng xuất hiện trên đây nhận thấy mình hơi xấu tính nên shikimori muốn trả lại chiếc số đôi đây là thứ mà cô không nên nhận nhớ lại trước kia kamiza và izumi từng bị cái tủ sách trong thư viện độc khác với mọi người luôn nhận xét cô rất trầm tính và hay suy nghĩ một mình thì izumi là người duy nhất nói kamiza thật tốt bụng vì luôn giúp đỡ cậu trải qua khoảng thời gian ngắn chỉ 20 phút ở thư viện ban nãy, Shikimori đã nhận ra Kamiza thích Izumi và nếu thích cậu ấy thì chắc chắn cô không phải người xấu. Vì vậy, Shikimori không muốn khiến bạn tổn thương bằng việc cướp đi có số này, nhưng dù gì Kamiza cũng chẳng có ý định bày tỏ tình cảm nên không cần nó nữa. Mỗi lần đến thư viện để gặp Izumi cô lại chảy chuốt và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ đây thật đau khổ vì không thể vứt bỏ thứ tình cảm này đi ngay lập tức được. Kamiza hứa sẽ không bao giờ tiếp cận cậu ấy nữa. Sự tốt bụng dịu dàng của Irumi luôn khiến cô thấy dễ chịu hơn bất kỳ ai. Nếu đã vậy, Shikimori sẽ tan luôn con số và ôm chầm lấy Kamiza. Cô xin lỗi vì có lỡ khiến bạn tổn thương và cũng khuyên Kamiza hãy cứ trân trọng thứ cảm xúc ấy. Không biết đã bao lâu Kamiza mới có thể bộc lộ cảm xúc trước mặt một người khác. Cô cũng cảm thấy thật mừng khi bạn gái Irumi là Shikimori. Ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa cũng chính là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau và cũng trùng hợp lại là sinh nhật Shikimori đã đến đến tiệm quà thanh niên ngại ngùng hỏi tư vấn về món quà tặng bạn gái nhật định năm nay sẽ tặng thành công bù cho năm ngoái tại buổi liên hoan cả lớp ngồi khóc vì doanh thu tiệm nước cosplay siêu thấp lớp đạt doanh thu cao nhất mới được thưởng một số tiền bao tổ chức liên hoan tanka izumi hẹn shikimori cùng ghé qua công viên rồi cậu đã rút món quà sinh nhật cũng như kỷ niệm một năm yêu nhau tặng bạn gái shikimori thực sự rất vui mở ra đó là một sợi dây truyền hình trái tim izumi vòng qua sau lưng đeo cho bạn gái rồi lại thả thính bằng mấy câu đường mật nhưng nhớ lại chuyện chiều qua, Shikimori cứ có chút cảm giác bất an. Cô chỉ mong Izumi đừng thay đổi gì mà hãy cứ như bây giờ, nhưng nếu cứ khiến cô thấy bất an như bây giờ thì cậu không đồng ý, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để khiến Shikimori an tâm nhất, làm cô xúc động đến phát khóc luôn rồi. Izumi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy bạn gái khóc, cậu chạm vào má và dỗ dành an ủi. Shikimori đã quyết định bất kỳ cô gái xinh đẹp nào ngó đến cậu cô cũng không buông tay. Tập 9 Hôm nay Izumi bị cảm nên nghỉ học ấy vậy mà Inuzuka lại biết trước còn bạn gái thì không được cậu ta báo. Shikimori ghen tị khi Izumi còn nhờ Inuzuka chép bài hộ thay vì mình. Cuối giờ cô còn rủ cậu cùng đi thăm Izumi với mình khiến Thánh bắt đầu lo sợ. Trong khi mua bánh kẹo Shikimori hỏi anh hai chọn loại nào. Inuzuka giúp cô chọn một loại nhưng trượt nhận ra cô ấy vừa gọi mình là anh hai làm nhỏ xấu hổ bỏ chạy luôn. Cứ nghĩ bị nhỏ ghét lắm nhưng Shikimori lại mua cho cậu một gói kẹo. Ra ngoài thì bắt gặp Hachimitsu đang theo dõi mình mà lại ham chơi, dựa vào chuyện vừa rồi Hachimitsu nhận ra Shikimori có anh trai. Nói tóm lại trong mắt cô thì Inuzuka rất giống người anh trai để làm nũng, vậy là hóa ra tất cả ánh nhìn lườm lâu nay đều là ánh mắt dành cho người anh trai. Bởi vì ở nhà cô hay tỏ vẻ khó chịu mà chẳng thể thật lòng với anh ấy, đến nước này Shikimori cũng thừa nhận Inuzuka giống anh ấy như hai giọt nước. Hóa ra không phải cô ấy lườm do ghét làm cậu yên tâm hẳn, đã thế còn trêu chọc vừa được nhận món quà từ cô em gái dễ thương làm nhỏ tức lườm cho cái câm nín liền. Ngày hôm sau Shikimori đi mua sắm cùng Neko, lúc nào cô cũng cắm mặt vào điện thoại vì chờ đợi tin nhắn của Izumi. Tuần sau là cậu khỏi bệnh và có thể trở lại trường học được rồi. Vô tình bắt gặp Kamiza ở đây Neko rủ bạn cùng đi chung luôn. Cứ nghĩ cô ấy vẫn trầm tĩnh sẽ từ chối như mọi khi nhưng bất ngờ thay Kamiza lại đồng ý liền. Và thế là ba người đi chơi đủ mọi loại trò rất vui cũng như chụp ảnh cùng nhau. Shikimori chơi trò chúng thưởng còn đem tặng quà cho Kamiza nữa hai người càng ngày càng thân thiết và gần gũi với nhau hơn và thế là họ cứ nhảy đi chơi trò chuyện mà bỏ quên luôn Nico. Mỗi khi mỗi lần đến giờ kết thúc hoạt động câu lạc bộ, lúc nào Nico cũng rủ Kamiza ghé qua đâu đó chơi thì cô ấy luôn từ chối. mấy đứa bạn còn nhắc nên cô lần tới đừng rủ cô ấy nữa vì Kamiza lúc nào cũng chỉ cô độc một mình, chẳng thích mấy nơi ồn ào. Nhưng giờ đây khi ở cạnh Shikimori, Kamiza lại có thể cười tươi đến như vậy. Nico rất mừng chạy ra ôm lấy hai bạn. Lát sau ghé sân bóng rổ định chơi chút thì có một đám người giữ chỗ trước rồi. Nhưng chỉ với nụ cười tỏa nắng của Kamiza họ đổi thái độ cho chơi chung, mà dù sao cũng không nên làm phiền nên Shikimori muốn rời đi chỗ khác. Cơ mà giờ hai người họ lại quay ra rủ cả bọn cùng chơi chung cho đỡ buồn. Và thế là nên cô sẽ làm trọng tài cho hai con át chủ bài ra tay, ngoài ra thì hai người bọn họ cũng thuộc dạng quái vật. Tuy nhiên đối diện với Shikimori và Kamiza họ hoàn toàn bất lực không thắng nổi một trận, chơi xong cả bọn cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm bạn mới quen. Trước khi về Kamiza đã ngỏ ý muốn làm bạn khiến Shikimori thật sự rất vui mừng. Neko méo hiểu chơi chung với nhau mãi thì chả là bạn rồi còn gì. Tuy nhiên cô rất vui vì đã luôn muốn được đi chơi và biết nhiều hơn về Kamiza. Nhân tiện Kamiza xin lỗi vì lúc nào cũng từ chối mọi lời mời đi chơi. Neko nhận xét Kamiza thật tốt bụng. Câu nói ấy chợt khiến cô giật mình nhớ về cậu bạn Izumi. Vậy là từ giờ bởi Neko có thể hỏi bất kỳ điều gì về cô bạn bí ẩn này. Nhưng lần đầu được nhìn thấy biểu cảm này khiến Neko không khỏi ngạc nhiên được. Bởi lâu nay lũ bạn lúc nào cũng bàn tán sau lưng một con người hoàn hảo như Kamiza chắc cuộc đời suôn sẻ lắm. Một con sói xinh đẹp nhưng đơn độc rất lạnh nhạt không thích đùa cợt. Neko thật sự rất muốn biết ai là người đã thay đổi Kamiza nhiều đến vậy. Riêng điều này cô không thể nói ra được nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ kể hết tất cả cho Neko nghe. Kể từ giờ Kamiza sẽ cố gắng tìm kiếm thêm nhiều cảm xúc của bản thân và thế là đôi bạn cùng nhau chạy về trên con đường mòn. Tập 10 Sắp tới là hội thao của trường nên lớp chia ra mỗi người chọn một môn. Nhưng do môn chạy tiếp sức không có ai chọn nên thầy giáo cho bốc thăm và không có gì bất ngờ khi Irumi số nhỏ bốc chúng ngay nó. Hachimitsu nhầm câu thần chú không thích chảy tiếp sức đâu và cái kết nhỏ bốc dính chạy tiếp sức ngay sau đó. Cô bạn đeo kính này cũng bốc chúng nó lộ ra bộ mặt chán nản ngay. Shikimori vì muốn tham gia chung với bạn trai nên đã bí mật xin đổi nó. Còn lại một nam một nữ nữa thì Inuzuka và Neko giơ tay chọn luôn cho đủ bộ. Có Inuzuka tham gia chung khiến Izumi tự tin hơn nhiều, lại còn không để ý đến Shikimori làm nhỏ dỗi luôn. Trước khi bàn tính thì Hachimitsu và Izumi nói thẳng luôn sẽ làm vướng chân. Tuy Izumi chạy không có chậm như cô nhưng được cái cậu hay bị ngã. Còn Inuzuka thì cứ liên tục cướp lời động viên cậu ta làm Shikimori hơi bực. Năm người đã phân công thứ tự chạy xong giờ bắt tay vào luyện tập. Mãi đến chiều tối mà Hachimitsu và Izumi vẫn chẳng khá hơn. Ba người còn lại thì đã đến giờ luyện tập trong môn thi khác nên rời đi trước. Chỉ còn lại hai đứa vẫn ở lại tập luyện cho đến khi trời đã tối mịt. Tuy rất ghét việc chạy thể thao mệt dã rời như vậy, nhưng vì muốn các bạn được vui nên Hachimitsu rất cố gắng. Cuối cùng thì ngày hội thao đã tới mở đầu là cuộc thi cưỡi ngựa của Izumi và Inuzuka. Cứ ngỡ cậu ta sức yếu sẽ không thể làm ngựa được. Nhưng ai ngờ Izumi vẫn đủ sức bê lên khiến Shikimori không rời mắt nổi bạn trai. Kết quả trận đấu hai người thua thảm hại giờ là môn ném bóng rổ của Hachimitsu. Tuy nhiên cái rổ này quá cao các bạn nữ không tài nào ném chúng vào nổi. Mà bất ngờ thay Hachimitsu lại ném toàn chúng trọn vẹn. Chỉ mỗi tội tốc độ nhặt bóng của cô hơi chậm và lớp cô đã đạt hạng nhì chỉ vì Hachimitsu kiệt sức không ném nổi nữa. Đầu tóc bù xù lại còn dính đầy các thật sự rất khó chịu, nhưng chỉ cần thấy nụ cười và lời chúc mừng của các bạn khiến cô vui vô cùng. Cho đến chiều môn chạy tiếp sức của năm người đã tới, trước khi bắt đầu trận đấu mọi người cổ vũ nhau hết mình. Lượt chạy đậu cô chạy rất nhanh dẫn đầu truyền gậy cho Hachimitsu. Đây có lẽ là lần đầu Hachimitsu chạy nhiều và hết mình đến vậy, nhưng trong một phút mải suy ngẫm cô đã ngã một cú siêu đau, trong đầu dường như đang quay cuồng chống rỗng những suy nghĩ loạn cả lên. Nhưng nhờ có lời động viên to lớn từ Irumi đã khiến Hachimitsu có thể đứng dậy tiếp tục tiến lên để truyền gậy cho cậu. Đã là vị trí hạng bét rồi mà Izumi vẫn không hết sôi sẻ bị hụt chân nữa. Nhưng chợt nhớ lại cô ấy vừa rồi đã tin tưởng đặt hết mọi thứ vào cậu. Irumi rất nhanh chóng giữ lại được thăng bằng đứng vững mà chạy tiếp. Tiếp đến là lượt của Shikimori đang từ vị trí hạng chót phi một mạch lên trước. Chẳng mấy chốc đã lên đến vị trí hạng 2 và cuối cùng là Inuzuka. Các bạn ai nấy đều đã cố gắng hết mình nên cậu cũng không thể thua kém được và cuối cùng Inuzuka đã cán đích cướp lấy vị trí vô địch giải chạy tiếp sức. Song xôi Izumi chạy đến ôm bạn gái và khen Shikimori ban nãy rất tỏa sáng. Hành động quá khích của cậu làm cô bạn hết sức khó xử, nhưng có lẽ người vui nhất ở đây là Hachimitsu thật sự rất biết ơn các bạn. Tập 11 Đúng vào ngày đi thi thì đồng hồ báo thức lại hỏng làm Izumi phải chạy hồng học. Đến đoạn cô lại xui xẻo đụng độ cái xe đạp cậu phi thẳng vào bụi cỏ. Giờ thì đã muộn học thật sự rồi Izumi cũng không còn thiết tha chạy nữa. Do mới bị thương nên giờ thể dục cậu cũng chỉ hồi một chỗ, sắp tới là chuyến dã ngoại của trường hai cậu bạn này rủ Izumi vào nhóm. Dù biết cậu rất xui xẻo nhưng họ cũng chả quan tâm, trên đường về cùng nhau một đứa bị ăn ngay con gấu bông và đầu rất đau, khiến Izumi thật sự sốc vì cái vận xui của mình. Và thế là buổi dã ngoại cậu giả vờ ốm xin nghỉ để không làm liên lụy đến các bạn. Izumi chỉ biết cầu nguyện thần linh mỗi ngày đến với mình tốt đẹp hơn, còn nếu không thì chỉ cần cho cậu khả năng chịu đau tốt là đủ. Trở lại thực tại, Shikimori đang phàn nàn khi anh trai đi theo cô đến nơi mua sắm. Bên ngoài tỏ ra khó chịu vậy chứ có vẻ cô gái này rất yêu anh trai. Chọn một bộ đồ để được Izumi khen thôi mà cũng khó khăn quá. Lễ hội văn hóa và đại hội thể thao bận rộn hai người không dành nhiều thời gian cho nhau. Nên giờ Izumi muốn hai đứa cùng đi đâu đó. Đã lâu lắm rồi mới được nói chuyện riêng nên cậu muốn quyết định ngay bây giờ. chợt nhớ lại có cái quảng cáo công viên giải trí này rất hay ho. Nhìn thấy cảnh nắm tay rồi còn hôn hít nhau Shikimori hoảng hốt luôn. Thế là cô Ok luôn lần tới sẽ đến đây và đó là lý do Shikimori đang phải lựa quần áo đi chơi mà chọn mãi không nổi, trong khi ông anh trai thì đang được mấy cô gái quen đây tán tỉnh. Tuy đẹp trai mà thanh niên này có vẻ rất nhát gái phải để Shikimori tay giải cứu mới thoát nổi. Đã thế còn bị em nó cà khịa thì cay hết chỗ nói, nhớ lại hồi bé Shikimori cái gì cũng giỏi làm ông anh nhận xét chả dễ thương chút nào. Làm nhỏ tưởng bị anh hay giận thì xị mặt ra, trở về nhà ông anh còn nói mai em hãy tự đến võ đường một mình. Shikimori đồng ý mà có một chút buồn bã. Trên lớp đám con trai đang bắt nạt hai bạn nữ thì Shikimori đến giúp đỡ. Bọn chúng chỉ biết cà khịa là con nhỏ karate rồi bỏ đi, còn đám con gái thì ngưỡng mộ và khen Shikimori rất ngầu luôn bảo vệ người khác. Cô bạn còn nghĩ chắc mấy thanh niên kia thích Shikimori rồi, tuy nhiên cô vẫn chưa hiểu thích nghĩa là gì. Trong giờ gặp võ hôm nay Shikimori lại tiếp tục thua dưới tay anh trai, nhưng trên đường về anh lại thông báo sẽ nghỉ karate. Cô bé vẫn không hiểu sao vì anh vừa thắng ở giải đấu vừa qua. Anh còn khuyên em hãy tự tìm thứ mình muốn làm thay vì luôn đi theo anh hay mẹ. Trên lớp một cô bạn đã hỏi Shikimori có đọc manga không? Cô đáp thỉnh thoảng chỉ đọc vài cuốn của anh trai, làm cô bạn rất vui mừng vì có một bộ manga muốn giới thiệu với bạn. Và thế là cuốn truyện tình cảm lãng mạn của bạn đã khiến Shikimori mê không lối thoát. Càng đọc cô càng chìm đắm vào thế giới ngôn tình và nhận ra tình yêu thật sự tuyệt vời. Như cách mà Tenny Senpai mê chuyện và anime tình cảm để đem đến cho các bạn những bộ phim ngập tràn cơm chó vậy. Sikimori đã chiến thắng đại hội và tiến thẳng lên giải toàn quốc, nhưng quyết định của cô lại là lên cao trung sẽ nghỉ karate. Sikimori đã tìm ra điều mình thật sự muốn thay vì cứ bám theo anh trai, đó là sẽ trở thành cô gái dễ thương rồi yêu một anh chàng tốt bụng. Bắt đầu từ việc giảm cân rồi tiến đến thử những bộ váy dễ thương, vào ngày thi tuyển sinh Sikimori vô tình gặp một cậu bạn đang gặp rắc rối. Thẻ dự thi của cậu ấy bị gió thổi mắc lên cây rất cao. Tình hình vô cùng cấp bách khi sắp đến giờ vào thi, không còn cách nào khác Sikimori quyết định trèo lên lấy giúp nhưng cậu ấy không đồng ý vì sợ cô sợ ý ngã xe bị thương mất. Cơ mà có nói như nào, Shikimori cũng không nghe bởi cô trèo cây rất giỏi, thoát cái đã lấy thành công và tiếp đất an toàn. Nhưng giờ thì dám chắc cậu ấy nghĩ mình là đứa con gái thu thiền cô buồn bã bỏ đi. Một thời gian sau đã đến ngày xem kết quả kỳ thi, hai người lại tình cờ gặp nhau thì Shikimori không nhớ cậu là ai. Nhưng khi biết cậu ấy là người đã thấy mình trèo cây thì vội đánh chống lảng. Cơ mà Izumi vẫn nhắc lại chuyện đó và cảm ơn bạn một lần nữa cậu đã kể về chuyện mình là chúa xui xẻo và còn hay lây lan cho người xung quanh vì vậy khi ấy izumi rất sợ shikimori sẽ bị ngã nhưng thật mừng là cô không sao dường như những câu nói và khuôn mặt của cậu ấy đã khiến shikimori rung động rõ ràng việc hôm đó chả hề dễ thương chút nào nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện với cô vui vẻ đến vậy từ đó hai người đã quen biết và giới thiệu tên với nhau trở lại thực tại shikimori vẫn chưa thể mua được bộ đồ nào bởi cô nhận ra vấn đề không chỉ ở trang phục mà còn nhiều yếu tố khác đi một đoạn nữa thấy có thỏi son rất đẹp mà đắt tiền cô thầm mong ngày nào đó được bôi thử thứ này để có cảm giác mạnh mẽ hơn. Nhớ lại ngày xưa trong một lần tới võ đường karate, Shikimori đã bám theo và xin được đi theo anh hai. Còn lúc này đây anh đang cầm thỏi son thử ướm nó vào môi đứa em gái, nhưng rồi lại chê nó chẳng hợp với em chút nào. Đêm ở nhà Shikimori bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi ngày mai, lại vô tình thấy chính thỏi son ở trung tâm mua sắm hôm nay, thì ra người anh trai đã bí mật mua nó tặng cô bé. Tập 12 Izumi quyết tâm hôm nay sẽ ở bên Shikimori cho đến tối muộn, Chờ một lát Shikimori đã đến điểm hẹn cho một bộ đồ xinh xắn. Hai người cùng chóng ngợp vì nơi này hết sức tuyệt vời. Kéo qua tiệm bán phụ kiện Irumi muốn cô đeo thử cái tai dễ thương. Shikimori từ chối vì rất ngại khiến Izumi làm bộ mặt ủ rũ ngay. Cô quyết định mặc thử một chiếc áo khoác mà nó vô cùng hợp với bộ đồ bên trong. Bắt đầu chuyến đi chơi là vào thám hiểm địa điểm này. Tuy nhiên do mới mở từ năm ngoái nên quá đông phải xếp hàng chờ tới 90 phút. Và bên trong nơi này nó gợi cho Irumi nhớ về một câu chuyện cổ tích. Cậu chợt hỏi Shikimori có giấc mơ nào không? Cô đáp ngày xưa từng được đọc một bộ truyện tranh ngôn tình, nên ước mơ của Shikimori là có được một tình yêu ngọt ngào như trong truyện. Và giờ đây nó đã thành hiện thực, thấm thoát 90 phút đã trôi qua rờ mới bắt đầu lên con tàu thám hiểm. Nó cứ êm ái trôi đi và kể về chuyện cổ tích khiến Izumi dần chìm vào giấc ngủ. Theo lời câu chuyện hoàng tử sẽ trao cho công chúa một nụ hôn để đánh thức nàng, Shikimori suýt thì chạm môi vào má cậu cơ mà vừa đúng lúc hết giờ. Hai người lại tung tăng chạy đến nơi tiếp theo. Dù thời gian xếp hàng chờ có lâu đến cỡ nào, thì chỉ cần được ở cạnh bên nhau nó cũng trở nên thật vui. Và thế là Izumi cùng Shikimori vui chơi cho đến chiều tối mới gặp một vấn đề. Đó là cô nhân viên đã dẫn nhầm khách hàng khác vào chỗ của hai người, trong khi khu vực Izumi đặt lại đã kín hết chỗ mất rồi, nên thành ra hai người lại vô tình được xếp vào một chỗ hết sức sang chảnh. Giờ thì Izumi thấy rất quê mùa vì trang phục mình mặc không hợp nơi này. Từ việc đặt cái khăn lên đùi rồi cả ăn bằng dĩa đều rất xa lạ, cơ mà đồ ăn chỗ này lại nhìn rất đẹp mắt và cũng ngon vô cùng. Shikimori nhận thấy khi ở bên Izumi mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Bất ngờ cô chạm vào tay cậu và hỏi Izumi thấy gì trong đôi mắt mình. Irumi ấp úng trả lời đó là hình ảnh cậu được phản chiếu, bởi vì trong mắt Shikimori chỉ có duy nhất mình Irumi mà thôi. Không chịu thua cậu cũng phản công lại trong mắt mình Shikimori là đẹp nhất. Hai người cứ thế món cơm chó cho nhân viên dọn dẹp xem. Vẫn còn chút thời gian Irumi hỏi Shikimori muốn đi đâu. Trong đầu cô giờ chỉ hiện lên hình ảnh về cặp đôi hôn nhau trong quảng cáo. Shikimori nói thẳng ra mình muốn được chuyện giống như trong quảng cáo, trong khi bản thân thì lúng túng mà Izumi lại đồng ý rất dễ dàng, cậu muốn làm luôn ở đây và bắt đầu chia tay ra. Thì ra Izumi tưởng cô muốn được nắm tay đi chơi như đoạn đầu và giữa quảng cáo, mà thôi Shikimori cũng đành chấp nhận và đưa tay cho cậu nắm. Đi được một lát Izumi mới nhận ra đoạn cuối quảng cáo là cảnh môi chạm môi, hai người cùng lên một con thuyền ngắm nhìn cảnh về đêm tuyệt đẹp. Sau khi hiểu ra điều mà Shikimori muốn làm cậu mới bắt đầu căng thẳng. Izumi muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm và hai người ngồi sát vào nhau nhưng dôi sẻo thế nào điện đã phụt tắt và có thông báo gặp phải sự cố mất điện đến tận giờ này mà vận xui vẫn chưa buông tha cho Izumi shikimori nắm lấy tay cậu để hai người cùng yên tâm hơn mở đèn điện thoại lên thì đúng thật mọi thứ tối đen như mực chỉ trừ ánh trăng izumi buồn bã xin lỗi bạn gái vì vận xui của mình nhưng giờ đây cảm giác như chỉ có hai đứa shikimori còn thấy rất hạnh phúc trong ánh mắt cả hai quả thật đã không còn bất kỳ thứ gì khác ngoài đối phương đây dường như là một giấc mơ mà Shikimori không muốn tỉnh dậy chút nào. Trong khi cô còn đang mơ màng không để ý, thì Izumi đã lại gần hôn một cái vào má. Rồi đột nhiên cậu ngồi gục xuống và nói ra lời yêu với Shikimori. Đoạn này xến quá mọi người ơi nam chính nhà ta nói liên tục mà không ngượng mùng. Đen đã sáng trở lại Shikimori vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Izumi. Cô nhất định không buông bởi lúc này còn hạnh phúc hơn cả trong mơ nữa. Và thế là đầu tuần tới trường nhớ lại về những gì mình đã nói và làm cả Izumi và Shikimori đều như muốn điên lên vì nó quá xấu hổ. Hachimitsu đoán chắc đã hôn nhau rồi, làm Neko hoảng hốt hết lớn cho cả đám xung quanh nghe thấy hết. Shikimori đã kể hết sự chủ động của Izumi đêm hôm đó. Hóa ra chỉ có hôn vào mặt thôi. Mà Izumi khi ấy đã cố gắng xoa dịu hết nỗi bất an cô từng nói lần trước. Hai người cũng phải nhận thấy tình yêu bọn này nhạt nhẽo thật, nhưng nếu họ thật sự cảm thấy hạnh phúc thì quá tốt rồi. Vậy là đã hết bộ anime nếu muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện các bạn có thể qua đọc manga nhé và đừng quên like đăng ký ủng hộ mình